Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề video ngày hôm nay là Quick Review, đánh giá nhanh những con tướng UR sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thì trong nội dung chính của video thì mình phân ra làm hai cái. Đầu tiên là phần đánh giá, phần thứ hai là cái tier list bảng xếp hạng những con tướng mà phù hợp đối với đại đa số người dùng và người chơi game con quanh bên main này ở thị trường Việt Nam. Thì trong cái nội dung làm video này mình có nói một đôi lời, thì mình làm dựa trên là ý kiến cá nhân và cái kinh nghiệm mình chơi ở Silver Việt Nam và Silver C và bình luận chiến khu ở Silver chung hàng gọi là hàng tuần hoặc chủ nhật hàng tuần. Thì mình đưa ra những cái quan điểm về những con tướng này nó phù hợp đối với đại đa số người dùng. Nếu như mấy anh em có những cái ý kiến riêng thì mong mấy anh em bỏ qua trong trường hợp nếu như mình chê con tướng nó quá nhiều, hoặc là mình nhấn mạnh hoặc là mình đề cao cái lối chơi nào mà mấy anh em cảm thấy không phù hợp thì mong mấy anh em bỏ qua. Tại vì cái này mình làm dựa trên cái kinh nghiệm của mình để mình chơi, và cái mình đặt cái gì cái chung nó sẽ lên hàng đầu và mình không giấu giếm vấn đề gì hết ha. Rồi ok, đi thẳng vào chủ đề video thôi. Thì trước khi mà làm video thì mình trả lời hai câu hỏi mà mấy anh em hỏi mình trên live nhiều nhất, và mình cũng trả lời trong video này luôn, là anh ơi, ở Silver Việt Nam có mất bảo hiểm 300 hay là không? Mình sẽ trả lời câu hỏi này. Mình nghĩ là có, tại vì đợt vừa rồi đã có tối ưu hóa mock vision mới đây thì các bạn cập nhật, nhưng mà không nói về mock bảo hiểm 300, thì nếu như mà để lộ 300 thì hơi kỳ. Thì mình nghĩ là sẽ có, tại vì Silver chung có nè, Silver C có nè, Silver Đài có nè, thì Silver Việt Nam mà không có thì hơi kỳ đấy. Rồi cái thứ hai nữa là vòng quay có xuất hiện UR như kiểu là 2,5 tháng một con hay không, thì mình nghĩ là khả năng ở đây sẽ là không. Ngày xưa thì mình trả lời là có, nhưng bây giờ mình sẽ trả lời là không. Vì sao? Tại vì vòng quay trong cái bài viết ở trên trang web onebenman.vn thì có nói về cái việc là từ bắt đầu từ thời điểm khi mà cập nhật bản tối hóa vision thì những server mới khi mà ra sẽ có vòng quay định hướng, là trong đó có vòng quay định hướng là chọn hồn đi cây, hồn phượng, hồn chày, đúng không? Hồn đi cây, hồn phượng, hồn chày, đúng rồi, ba con. Thì bắt đầu từ thời điểm server mới thì mình nghĩ là ở bên Việt Nam sẽ không có vòng quay UR ở trong giai đoạn đầu game. Tại vì nó không thể nào trùng được server mới, vừa quay con tướng đó và khi mà cập nhật, bạn vừa quay con tướng banner đầu tháng mà vừa ra vòng quay server mới, rồi cái vòng quay của cái sự kiện server mới nữa, thì nó hai cái vòng quay không thể nào nó trùng với nhau được. Còn đối với server cũ, nếu trong trường hợp ra server cũ thì sao? Tại ra server cũ thì mình nghĩ là vòng quay sẽ ra comeback lại những con cũ, ví dụ như vua lòng đất nè, điên bóng nè, xương rồng nè, buri buri. Rồi ok, đó là câu trả lời mà hai câu hỏi mà mấy anh em hỏi mình nhiều nhất trên live hoặc là trong quá trình mình làm video. Rồi ok, đi vào chủ đề chính là đánh giá nhanh cái con tướng UR sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Rồi đầu tiên là con tướng quốc dân Tatsumaki, một trong những tướng nhiều cái lượng fan đông lớn nhất và cũng là một trong những nhân vật là nổi trội nhất trong tựa phim và tựa anime này. Thì con Tatsumaki là nó là tướng hệ tâm linh anh hùng, thì đánh AOE thì ba đời của nó đều đánh AOE hết. Thì khi mà ra Tatsumaki thì đối với mình, nếu như mà để đánh giá Tatsumaki này, nó là một con tướng công thủ toàn diện và nó chơi rất là lâu. Thì đối với Awakening 1 thì mình nghĩ là nông dân là sẽ nên lấy nha, nông dân là sẽ nên lấy. Tại vì sao? Tại vì lối chơi của con Tatsumaki nó sẽ rất là dễ chơi. Dễ chơi là vì sao mình nói dễ chơi? Tại vì nó là một con tướng đam AOE, đúng không? Nó là một con tướng đam AOE. Từ ngày mà gọi là khai thiên lập địa, khi mà con game này mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, Tatsumaki đã có chỗ đứng từ dạng 1. Tới khi mà ra con Tatsumaki dạng V2 là con Tatsumaki có trường lực, thì mọi người đều biết rồi, con Tatsumaki này gánh ải tháp anh hùng trong giai đoạn đầu rất là nhiều khi chưa có những con anh hùng nổi trội. Ví dụ như là chạy SR cộng. Thời đó đồng đế cũng không đi ngon bằng Tatsumaki, và cái việc Tatsumaki đi ảo cảnh trong đam trường lực thì nó đã thể hiện sức mạnh của nó rất là nhiều từ server cũ cho tới server mới. Ngoài ra, để sở hữu được con Tatsumaki V2 này ở server mới thì mấy anh em phải tốn cái giá là tiêu thủy tinh 10 triệu và cái giá rất là đắt để có được con Tatsumaki V2 này. Rồi ok, thì nói với dạng UR thì con Tatsumaki này cả ba đời nó đều mạnh rồi, thì khi tới dạng UR nó là một con tướng quốc dân. Thì khi mà thiết kế một con tướng quốc dân, điều kiện đầu tiên là gì? Nó đẹp. Cái thứ hai nữa là nó dễ chơi và phù hợp với mọi loại người dùng. Và ở đây khi mà lên thức tỉnh bậc 1 thì các bạn lấy thức tỉnh bậc 1 về là con tướng này nó đã chơi quá ok rồi nha. Đầu tiên là đa số các bạn hiện tại ở bên anh hùng, các bạn nói là ừ anh ơi, bên anh hùng quá khỏe rồi. Thì bây giờ có điên bóng nè, rồi có tăng tớp nè, hoặc là mấy anh em đã có đầy đủ cái tướng rồi. Nhưng riêng server mới, trong trường hợp không có điên bóng thì con Tatsumaki này nó sẽ là một vai trò gánh đam DPS chủ lực và gần như sát thương
hai loại đam, vừa sát thương vừa DOT sẽ rất là mạnh đối với mấy anh em chơi ở phân khúc tầm trung. Thì mình ở lần đầu tiên thì mình trả lời câu hỏi đầu tiên ha, là ở Watchgun 1 mấy anh em nông dân nên lấy. Rồi ở Watchgun 2 thì đại gia thôi, tại ở Watchgun 2 thì quay gần 300 giấy lượng. Về siêu tuyệt kỹ, mấy anh em hỏi mình rất nhiều là siêu tuyệt kỹ có nên lấy hay không. Chắc chắn là phải lấy nha, chắc chắn là phải lấy. Vì sao? Tại vì con Tatsumaki này, mấy anh em nó skill của nó là truy kích nha, những con mình nhấn mạnh nha, truy kích bằng siêu tuyệt kỹ. Thì nó đã truy kích bằng siêu tuyệt kỹ, truy kích bằng siêu tuyệt kỹ thì bắt buộc mấy anh em phải lấy siêu tuyệt kỹ. Tại vì một con tướng mà các bạn chơi về các bạn không lấy siêu tuyệt kỹ thì nó cảm giác nó chán lắm mấy bạn. Bạn đánh bằng siêu tuyệt kỹ mà bạn không lấy siêu tuyệt kỹ của nó, đam nó sẽ rất là yếu. Rồi các bạn khi mà các bạn đi BK, các bạn cảm giác là mình nản rất nhiều so với những con nhân vật khác. Ví dụ như cái thời con xương rồng, mình nói ở ngoài một chút xíu, mình nói ví dụ như là con xương rồng SR cộng. Ngày xưa khi mình phân tích con xương rồng, mình đã nói nếu như bạn nào không lấy con xương rồng để đi PvP, chỉ để đi PvE thôi, thì có thể không lấy siêu tuyệt kỹ và kết hợp với con skin ở server cũ để DOT thật nhiều. Và cái lượng đam của con xương rồng là lúc đó bạn chỉ cần dùng đam cho skin hoặc dùng đam cho xương rồng. Thì cái việc của con xương rồng ở trong vai trò khi đi PvE là gì? Nó sẽ đảm nhận cái vai trò là nó đam DOT, nó gây cái hiệu ứng acid để DOT cho con skin nó nổ càng nhiều. Thì mấy bạn bị hiểu sai vấn đề là bạn con xương rồng, em lấy con xương rồng về, anh ơi em không có siêu tuyệt kỹ đi yếu lắm. Ủa, ngay từ đầu là mình phải hiểu được mình lấy con tướng nó về vai trò để làm cái gì. Nếu như bạn lấy chơi game, bạn lấy Tatsumaki chỉ để về trải nghiệm, ok bạn bỏ siêu tuyệt kỹ bình thường. Còn bạn nào mà định hướng Tatsumaki chơi làm đam chính thì gần như phải lấy siêu tuyệt kỹ, kể cả Awakening 1 hay Awakening 2. Thì việc một con tướng chi kích bằng kỹ năng và bạn lấy siêu tuyệt kỹ thì nó rất là quan trọng. Mặc dù siêu tuyệt kỹ của Tatsumaki nó chỉ gia tăng sát thương của con Tatsumaki lên thôi, nó không kèm theo hưởng gì thêm. Rồi ok, thì tổng hợp lại từ Awakening 1 và Awakening 2 siêu tuyệt kỹ thì Tatsumaki có đáng lấy hay là không. Mình rất nghĩ là mấy anh em là khuyên mấy anh em là nên lấy con Tatsumaki ở trong giai đoạn đầu, đặc biệt là siêu hợp mới. Tại vì lối chơi của Tatsumaki sẽ kết hợp được với rất nhiều đội hình. Và khi mà đầu tháng ở trong giai đoạn cũng có tầm ngày 29 hoặc ngày 30 thì mình sẽ ra clip phân tích Tatsumaki sau. Ok, rồi tiếp tục là Sonic. Một trong những con tướng mà sẽ gây tranh cãi nhiều nhất lần nào cũng bị, không phải là một trong những con tướng mà ở server Việt Nam mặc định luôn là hễ búa tóc là sẽ bị dè biểu, hễ búa là búa tóc sẽ phải gây tranh cãi. Tại vì sao? Tại vì nó gọi là mấy anh em nửa nạt nửa mỡ. Mấy anh em kêu là em chỉ chơi game đi PvE thôi. Những cái vấn đề mình sẽ nói trên live nha. Em chỉ chơi game để em đi PvE, nhưng mà em lại hỏi anh tư vấn để lấy Sonic nha. Mọi người hiểu, khi mà mọi người sau này khi mà tôi làm clip của Sonic này, tôi chắc chắn tôi sẽ nhớ câu này. Con Sonic chỉ để mấy anh em chuyên đi PvP. Tại sao? Nếu như bạn đi chọn PvE, bạn có thể chọn rất nhiều con. Xương rồng, ok, server cũ đã có rồi, bây giờ combat hết rồi, không có, bạn có thể chọn G4. Nên nếu mà đặt trên bàn cân, G4 ngon con Sonic rất nhiều. Tại vì nó vô nó sẽ thiêu đốt được toàn đội hình. Tiếp tục, bạn lấy con Sonic về, bạn phải hiểu được bạn mặc định bạn có muốn hơn thu tốc độ hoặc là hơn thu mà đi BB về hay là không. Chứ việc bạn kêu anh ơi bây giờ em không lấy Sonic về, em đi BK năng lượng của em về không mà sao em quýnh. Ủa, vậy ngay từ đầu em hỏi anh tại sao em chỉ đi BB thôi, là hỏi tới khúc đó các bạn bị đứng liền nha các bạn. Khi mà những con tướng bút tóc nó sẽ có người khen, sẽ có người chê. Vậy tại vì khi mà bản thân nó sinh ra trong con game này nha, bản thân nó sinh ra trong con game này, nó đã là nắm giữ cái vai trò chỉ để đi PvP, không kéo team đi PvE được nha. Cho nên khi mà mấy anh em nhận định con tướng thì đối với con Sonic này, thì mấy anh em nào muốn chơi PvP thì lấy. Thì ở đây là nông dân hay đại gia thì đa số thì đã khi lấy con Sonic về rồi thì lấy cái xác nó về á, thì ở Awakening 1 hay ở Awakening 2 không quan trọng, thì bạn chỉ quan trọng là con Sonic này bạn có nuôi được nó lên là ở Awakening 2. Ví dụ như con tóc ngày xưa á, là bạn phải lấy siêu tuyệt kỹ nè, nuôi lên 5 sao vàng 5 sao tím. Còn đối với thế hệ UR là bạn có lên ở Awakening 2 được hay không, bạn có lấy siêu tuyệt kỹ được hay là không. Rồi ok, con Sonic này thì mình đánh giá trả lời kỹ và rõ ràng nha. Bạn nào muốn tham gia cái đấu trường PvP thì các bạn phải lấy nha, gần như đấu trường PvP các bạn phải lấy con Sonic. Còn đối với các bạn đi PvE hoặc là chỉ đi PvP nửa mùa thì các bạn thích thì lấy. Bạn lấy tướng để trải nghiệm mà mình trả lời là thích thì lấy, mình kêu là không thể nào là trả lời là không nên được nha. Các bạn thích thì lấy, tại vì con Sonic là một con những con tướng đẹp về kỹ năng nè, ngoại hình. Rồi ok, cái thứ hai là con thứ ba là con G4UR. Riêng con G4UR này thì mình không nói gì nhiều, nó là một con support này. Nó giống như con MK, nó giống như con MK SR cộng vậy. Là bản thân con G4 này nha, nó sẽ giống con nào? Là đầu tiên là nó sẽ giống con Phượng. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giống con MK SR cộng nha.
Cái thứ ba nữa là nó sẽ giống con điên bóng, là giống ở điểm nào? Chỉ cần đặt nó vô đội hình, không cần build đồ là nó đã mạnh. Ngay chỉ cần đặt nó vô đội hình là nó đã mạnh. Tại vì sao? Những con tướng này là những con tướng cơ chế. Mình nhấn mạnh nhé, những con tướng này nó sẽ là những con tướng cơ chế và hỗ trợ thuần support. Mình nói ví dụ con Phượng là hồi sinh, kháng đam non rít. Con điên bóng bút cái khiên phản đòn, khiên phản chuyên dụng cho toàn team, hồi máu rồi gây sát thương, bút đam siêu cuồng nộ khi mà lên ở quách thành 2. Tiếp theo nữa là MK, nó bút miễn axit, chỉ cần đặt nó vô đội hình khi mà lên năm sao tím nó miễn axit full toàn lực. Cái thứ hai nữa, nó có hỗ trợ khống chế và hỗ trợ hồi máu cho team, và bản thân nó cũng gây sát thương được. Và riêng con R4 này nó ra mục đích, nó ra làm gì? Để giảm, mới gọi là gần như loại bỏ, nhưng mà mình nghĩ loại bỏ không được, dùng từ loại bỏ hơi kỳ, để giảm đi cái độ bá đạo khi mà chơi trong meta khống chế của con MK SR cộng. Nha, mà nhấn mạnh là giảm đi độ bá đạo nha, thì con MK nó rất, lúc đó là chón chuyên dụng, gần như nó ở thời điểm hiện tại nó là độc nhất trong cái phần chón chuyên dụng. Rồi cái thứ hai nữa là con G4 này nó sẽ đem lại cái lối chơi đam DOT của con Tatsumaki, từ Tatsumaki nè, vua lòng đất nè, rồi xương rồng nè, khi mà kẹp chung với con G4 này, cái lượng sát thương DOT nó rất là mạnh. Rồi cho nên là con G4 này nó đóng vai trò là chỉ có đại gia mới lấy. Vì sao? Các bạn kêu ủa anh vừa mới nói là nếu như em đi PvE phải đi tháp, là cả vừa đi tháp vừa đi anh hùng quái nhân, thì nếu như em không lấy con G4 thì em chọn con nào? Xin thưa với các bạn, sau con G4 sẽ là con Syril. Nha, sau con G4 sẽ là con Syril, thì mình sẽ nói Syril sau. Tại vì sau phía con G4 sẽ là tướng DPS rất mạnh, rất chủ lực, rồi gần như là hot của meta luôn. Và sau con Syril nó sẽ là co nữa. Cho nên cái việc bạn bỏ 180 vé ra bạn đều lấy G4 thì gần như là những người nạp tiền. Mình nói nhấn mạnh gần như là những người nạp tiền. Thì khi mà nạp tiền rồi thì các bạn lấy con nào cũng được. Còn những người mà kè chay thì 2 tháng rưỡi mới lấy được một con, nó sẽ rất là khó. Rồi ok ha. Tiếp theo nữa là con Syril. Thì con Syril này là một trong những con tướng sẽ mạnh nhất. Mình nghĩ là một con tướng có khả năng là phá kỷ lục quay ở thời điểm hiện tại là con điên bóng. Mình nghĩ là sẽ khả năng là con Syril này. Tại vì con Syril này nó là một con tướng quốc dân. Nó quốc dân nha, mặc dù trong phim ảnh hay là trong anime nó không nổi bật, nhưng mà trong game nó sẽ là một con quái vật kinh khủng khiếp luôn. Ở thời điểm hiện tại nó ở bên CVC nó vẫn là một con quái vật cực kỳ khủng khiếp, trong khi mà đi chơi trong quyết đấu cân bằng nè, gọi là PvP line nè, rồi quyết đấu cân bằng nè, chiến khu nè, kể cả đi PvE lẫn PvP, thì con chiến Syril này là một con cực kỳ mạnh. Nhưng để nuôi con Syril này nó cần vấn đề gì? Đầu tiên, đối với mấy anh em nông dân, mấy anh em phải lấy Awaken 1. Awaken 2 thì đại gia rồi. Và khi mà đại gia, chỗ này mình sẽ nói, đại gia sẽ nói con này hoặc là nạp tầm trung. Nạp tầm trung thì mấy anh em hỏi mình là có nên đầu tư ở Awaken 2 hay là không? Mình nghĩ câu trả lời của mình thẳng thắn thôi, có. Nhưng con Syril này rất mạnh nha. Có nên hay không phải là anh ơi, bây giờ nếu như đa số bạn hỏi con này, anh ơi giờ nếu như em có khả năng em có nên on in Syril hay là không, đừng có hỏi vế sau là em bỏ Warlord nha. Cái hỏi câu đó trên trời dưới đất lắm. Và khi mà đã lấy con Syril rồi, mình nhấn mạnh siêu tuyệt kỹ của con Syril là nó siêu tuyệt kỹ là chữ chứ không phải là phần trăm nha, hay là sát thương cái gì đó. Sát thương thì chắc chắn con nào tăng siêu tuyệt kỹ lên nó cũng sẽ tăng sát thương rồi. Nhưng riêng Syril này nó có một cái dòng rất là kinh khủng khiếp, và nó đánh trực tiếp và nó loại bỏ meta. Nó loại bỏ meta luôn nha. Là gì? Xóa cái đột, nó được gọi là đột phá bất khuất vô tận, vô hạn hay là gì đó, đột phá bất khuất gần như là không giới hạn. Thì cái việc con Syril này ra là nhằm mục đích gì? Loại bỏ meta con mực khi mà cái lối chơi con mực hiện đại đang rất mạnh. Rồi tiếp tục, con Syril này cái nội thương của nó là một cái nội thương đam rất là to. Nó sẽ có vai trò, nếu như mà mấy anh em không chơi, mà ví dụ như mấy anh em chơi muốn chơi Syril này, ví dụ như chơi trong meta khống chế, mấy anh em anh kêu là anh ơi lỡ con Syril này nó bị khống chế, nó không có dễ trốn cái này cái kia, mọi người yên tâm, con Syril này nó chỉ cần follow up thôi, nó đặt ba cái nội thương thôi, việc cái con quýnh vô một phát ở hàng đầu gần như đột tử. Tại vì cái nội thương nó sẽ nổ theo cái sát thương, cái nổ theo ATK của con Syril rất là mạnh. Nhan, cho nên là con này là một con tướng ung thư, cho nên là mình không có nói gì nhiều. Là con này là một con nếu như đủ điều ăn nên lấy, nhan cực kỳ mạnh. Là nó sẽ chọn lối chơi, thì nếu như bạn chọn Syril thì một lối chơi là gần như là phải bắt buộc nha. Mà nói là con này là tiêu chuẩn kép nha, đã chơi Syril phải lấy siêu tuyệt kỹ, không lấy siêu tuyệt kỹ vứt mạng Syril nha. Mà nói cho chuẩn luôn là nó là như vậy. Rồi tiếp tục nữa là con Boros UR, nó là co rồi thì bắt buộc phải lấy thôi. Còn đa số mấy anh em hỏi mình là có nên lấy siêu tuyệt kỹ hay là Awaken 2 hay không, mình khuyên là Awaken 2. Còn siêu tuyệt kỹ có hay không là tùy, tại vì bản thân mình mấy anh em chơi lấy co thì co là đảm nhận vai trò của nó là lên tăng thôi đấy, và để cho kích lực chiến nè, rồi kích máu nè, rồi nó sẽ có vai trò tăng phía cho bên quái nhân khi mà mấy anh em đi tháp, đặc biệt mấy anh em ở server mới. Co thì không có gì để nói nhiều rồi nha, chủ yếu là mấy anh em chỉ hỏi là Awaken 2 với là siêu tuyệt kỹ hay không thôi.
Nhưng mà riêng combo rod này lấy siêu kỹ đẹp thiệt nha. Mình công nhận là combo rod này có hay không có siêu kỹ vẫn đẹp, nhưng mà có siêu kỹ thì nó vẫn đã hơn. Rồi tiếp tục là con chày UR, một trong những con tướng làm mưa làm gió bên siêu và chung quằn quại mấy tháng trời và rất là mạnh, gần như là mạnh nhất hiện tại. UR mạnh nhất nha, mình nói nó sẽ là UR mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Rồi thì con chày này thì mấy anh em là nó thuộc về gọi là một con tướng, nó giống như con Sam XR cộng hiện tại ở siêu và Việt Nam Sam tăng á. Thì để mà chơi con chày này mạnh, bản thân con chày này không phải nó mạnh nhưng mà do meta cho tướng, những con tướng ra sau kéo con chày này nó mạnh lên. Lúc này lúc mà con chày mới ra mắt ở tại thị trường siêu và chung á, một tháng chiến khu bên siêu và chung, con chày đếm trên đầu mắt tay mình đếm như là đầu mắt tay nhưng chẳng phải ngón tay nha, thì có một hai trận chơi con chày thôi, chủ yếu là vô để câu tơ con Sam. Rồi ok, thì con chày này đối với nông dân thì ở Wacken 1 nếu mà nói con chày này rất dễ chơi lắm. Thì mấy anh em chơi ở Wacken 1 hay ở Wacken 2 đều được nha. Quan trọng là chủ yếu đồ con chày này là đồ HP và nó là tướng chống chịu, nó gây đam theo là HP của nó. Và siêu kỹ có nên lấy hay không thì mình nghĩ là con này là phải lấy. Tại vì nhiều bạn kêu là mấy anh em khi mà mấy anh em coi kỹ năng của con chày này, mấy anh em kêu ừ con này nó build lên tăng thôi không lấy siêu kỹ. Nhưng mà các bạn, mình đã test thử rồi nha, mình coi rồi. Con chày mà không có siêu kỹ và con chày không có siêu kỹ, cái đam sát thương thêm ở cái đòn cuối á nó yếu cực kỳ. Nó yếu cực kỳ yếu luôn. Mình đã coi cái clip ở bên siêu và chung, cái người mà test clip nha là đã coi rồi, con chày test rất là yếu. Mấy anh em nào hay theo dõi cái ông mà chơi bên siêu và chung này hoặc là Liar Fire, mọi người kêu mà ông lại đặc biệt là Liar, không phải Liar Fire, cái ông mà để hình cái con ma trong bộ phim Bichico 100% á, Bele hay gì đó, thì ông nói ông chuyên về test con chày này, về cái đòn đánh này, cập nhật tin tức con chày này bị nép như thế nào, nép đòn phủ đầu nè, rồi nép sát thương đòn cuối nè, ổng cập nhật tin tức về con chày rất là nhiều. Thì mình khuyên mấy anh em nào nếu như mà định hướng cho con chày thì nên qua kênh đó coi, là có tiếng Anh thì mấy anh em dịch coi về con tướng đó thì ổng sẽ nói về vì sao con chày này phải nên lấy cái này, nên lấy cái kia, thì nó sẽ rất là bổ ích. Cái này là mình được đi xem từ nhiều nguồn kênh khác và mình tìm hiểu về, mình chia sẻ cho mấy anh em ở Silver Việt Nam nếu như mấy anh em định hướng cho con chày. Rồi thì con chày này rất là nên lấy, và con chày này nha, mình nhấn mạnh nếu mấy anh em muốn gõ vô đầu con Sam XR cộng, gõ vô đầu con đen bóng thì nên lấy con chày, chứ không con đen bóng với lại con chày nó vẫn bất tử trong meta UR. Rồi lộn, con đen bóng với lại con Sam XR cộng nó vẫn bất tử trong meta UR. Rồi tiếp tục là con bơm UR, một trong gọi là ông già gân. Con bơm này là mình thật sự rất thất vọng. Thì con bơm này mình thất vọng về kỹ năng của nó nha, về cái ngộ hình nó làm con bơm xấu quá. Trời ơi, con bang nó làm, con bang XR cộng nó làm đẹp ơi là đẹp. Xong rồi nó ra con bơm, trời ơi, con bơm làm xấu quá. Mấy anh em mình tưởng đâu là bơm nó phải cởi áo ra xấu muối rồi thắt cái áo vô lưng quần đủ kiểu. Nhưng không, ngộ hình nó xấu cực kỳ, nhưng bù lại cái bộ kỹ năng nó mạnh. Theo mình biết ở thời điểm hiện tại nha, thì con có sát thương đột phá. Không phải, bậy dùng từ đột phá sai. Con có sát thương lớn nhất ở thời điểm hiện tại, khi mà đánh tổng sát thương nha, là con bơm nha, là con bơm. Kể cả là đam, mấy bạn kêu ừ tại kêu bơm toàn hình, nhưng mà nó là tổng sát thương khi mà nó gây ra trong thời gian á, thì con bơm hiện tại đang là con đam to nhất. Khi mà đi chung với đồ hình là Siriu nè, Tatsumaki, và con này kết hợp với những con đánh AoE rất là tốt, thì sát thương của nội thương, sát thương của con bơm này chỉ là một loại sát thương thế hệ mới nha. Sát thương dạng như mình gọi là sát thương thêm, dùng từ là sát thương nội thương thế hệ mới nha. Thì khi mà chơi kỹ năng của con bơm này là mấy bạn phải hiểu được kỹ năng. Tại vì con bơm này mình nhiều người mình kêu ừ con bơm này nó khó chơi, hay là con bơm này nó khó vận hành, nó dễ ao, nó yếu. Không phải là yếu mấy anh em à, nó khó vận hành trong meta. Và cái người vận hành á là phải hiểu được con bơm này chơi như thế nào. Tại vì khi mà đi BK á, ở thời điểm hiện tại là chưa có con nào vượt được cái ngưỡng sát thương là 2.4 tỷ nha, làm được cái lượng sát thương là 2.4 tỷ và 1.8 tỷ. Chày cao lắm là gõ hai bên kia đột tử luôn. Thì cùng lắm, tại vì mọi người kêu ở nơi, tại vì con chày nó quýnh hai con, đúng rồi, đương nhiên nó quýnh hai con, nhưng mà chày nó gõ thời điểm hiện tại là 1.6 tỷ là mình thấy là cao nhất, là hai con kia vô máu luôn rồi. Thì khi mà đánh 6 con thì tổng sát thương, mà nó là tổng sát thương cao nhất khi mà gây trong thời gian giao tranh, thì mình nghĩ là con bơm nó sẽ cao nhất. Tại vì con bơm nó gây, nó đặt nội thương nè, phủ đầu nè, rồi siêu kỹ nè, follow up nữa, thì miễn nội thương là nổ thì con này nó sẽ nổ sát thương thêm, con nội thương nó rất là cao. Cho nên là mình đánh giá con bơm này thì mấy anh em chơi là đa số là những người mà có chất xám nhiều nha.
gọi là chơi game mà có đầu tư nè, hạt co với game và đầu tư thời gian nhiều vào game, thì mình khuyên là mấy anh em nên lấy đâu là nên đầu tư, nên tìm hiểu, phải là sao nên tìm hiểu con bơm này trước khi lấy. Cho nên mình đánh giá con bơm này là một con tướng tùy chọn, bởi vì người nào phải gọi là đam mê lắm á, thì mới vận hành và chịu khó tìm hiểu về meta thì mới chơi được con bơm này. Tại vì con bơm này ở hiện tại là chỉ có một số người mà top ở bên siêu và chung là ở phân khúc lực chiến tầm 250 triệu thì họ mới vận dụng con bơm này tốt, đặc biệt là vua cá cha. Rồi ok, tiếp theo nữa là con King UR nha. Mà nói con King UR này thôi mình không cần nói gì nhiều. Con King UR này giống như con Seeking SR cộng ở thị trường Việt Nam, con này chắc chắn 100% phải lấy. Mình nói luôn nha, mình nói khẳng định luôn, con này nếu như mấy anh em chơi trong meta UR mà mấy anh em không chơi được con King UR, trời ơi mấy anh em mất đi hết cả một cái thanh xuân trong cái meta UR thiệt. Mình nói cái thời con Seeking cũng vậy, mà khi mà mấy anh em chơi, mấy anh em nào mà không trải nghiệm được con Seeking thì mấy anh em đã luyến tiếc rồi. Bây giờ tới meta UR mà mấy anh em không có được con King SR cộng này, con này là một bãi rác nha. Mình nói con này là một tướng rác. Rác ở đây không phải là nó sao, nhưng mà rác ở đây vì sao? Nó quá mạnh. Mình nói nó quá mạnh, nó thiết kế một con tướng là con này loại bỏ co luôn, thay thế co luôn cũng được, chứ không cần co được. Con này con về cả kỹ năng nè, về siêu lực kỹ của nó, con này là một con tướng toàn diện, chỉ thiếu điều kỹ năng của nó cuồng nộ lên dây sát thương đó thôi thì ông nội nó khùng nó điên luôn, giống như con King SR cộng. Rồi thì con King UR này phải lấy nha. Và mấy anh em đa số mấy anh em đi phân vân hỏi, đặc biệt là mấy anh em chơi ở tầm trung thì mấy em có hỏi mình, đa số sẽ hỏi câu hỏi là anh ơi có nên lấy siêu tuyệt kỹ hay không, thì cái việc siêu tuyệt kỹ mình trả lời luôn, cái siêu tuyệt kỹ của con King UR này nó sẽ là bơm cái hộ thể đặc hóa của con đi cây, thì bơm máu tím đó, thì cái việc mấy anh em lấy lên ok thì mấy anh em có khả năng chống chịu, còn mấy anh em không lấy thì con King này đặt máu xám nó vẫn bơm máu xám bình thường ok. Thì lấy hay không đó là do tùy khả năng tài chính của mấy anh em, nhưng riêng mấy anh em đã lấy ở quá trình 2 rồi thì chắc chắn lấy siêu tuyệt kỹ, tại vì con King này nó rất là mạnh nha. Rồi tiếp tục là một con tướng, một trong những vị tướng mà trong anime ngầu lòi bản SR cộng làm mưa làm gió thì thị trường Việt Nam, một trong những con tướng xếp hạng chơi lâu nhất ở thị trường bá đạo, ông chùm tăng cơ, ông chùm ngầu lòi Sam SR cộng. Nhưng mà khi ra tới Sam UR thì ở thời điểm con Sam UR ở thời điểm hiện tại là rất lỏ, tại vì sao? Nó không có chỗ đứng trong meta nha, nó không có chỗ đứng trong meta. Ok mấy ngày đầu chơi cũng được, nhưng về kỹ năng của con Sam này người chơi đang đặt câu hỏi là giảm miễn thương để làm gì. Tới thời điểm hiện tại thì rất là mong luôn về con Sam UR này, nó chỉ chơi được đúng tháng của nó thôi rồi level vài người, còn khi qua tới tháng Tatsumaki thì đa số người ta sẽ chơi năm đầu, tại vì meta mà, thì mình cũng đang hóng chờ khi mà meta con Sam UR ra mắt. Kể cả khi ra một con Gwyn, một con tướng có tương tác với sụp đổ thì con Sam này nó vẫn chưa có gọi là đất dựng. Nhưng mà cái lối chơi của con Sam UR này khi mà đi mà mình xây dựng lối chơi châu bò quýnh rỉ từ từ á, nó sẽ rất là khó chịu và nó cao tơ một số đội hình châu bò quýnh theo gọi là quýnh lì đòn theo thời gian á, thì con Sam này nó sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà gặp cái đội hình mà chóng nè rồi câm chóng câm lặng hoặc là cô lập hoặc là mê hoặc thì nó sẽ rất là mệt khi mà nó đối đầu với những con tướng đó, tại vì cái khả năng chống chịu của con Sam UR nó rất là thấp và cái dồn đam của nó cũng yếu nữa. Thì bản thân con Sam này nó sẽ có vai trò là gì, là hỗ trợ sụp đổ chuyên dụng. Rồi tiếp theo là con tướng cuối cùng ở thời điểm hiện tại bên siêu và chung, mới ra mắt ở bên siêu và chung, thì là con Gwyn UR. Thì không biết sau Gwyn UR nó sẽ là con gì, nhưng là con này là hệ bút tóc nha, hỗ trợ bút tóc. Đặc biệt nhất mình nhấn mạnh từ đặc biệt, nó sẽ là gạt đấu nha, nó sẽ là gạt đấu. Thì cho nên khi mà chơi con Gwyn này thì chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi, nhiều bạn chưa gì, anh ơi em bỏ Sonic em lấy Gwyn được hay không? Trời ơi, bạn hỏi cái câu đúng vô tri. 1 2 3 4 5 6 7 8 con Gwyn nữa là 9 tháng em chờ 9 tháng để em lấy một con, em hỏi một cái câu thế vô tri không em? Thiệt, nhiều bạn hỏi tôi cái câu đó thiệt. Bạn chờ 9 tháng để bạn lấy một con búi tóc, nếu bạn đi BB là bạn phải ăn hành 9 tháng. Nếu như bạn tính mà bạn là một người dân đi BB mà bạn hỏi câu đó tôi cũng chịu. Rồi, ok, thì con Gwyn này mình nói rõ thôi, thì nông dân thoải mái. Mình nói rồi, ngay từ đầu những con tướng búi tóc thế hệ UR thì tốc độ sẽ trên lời phần thức tỉnh, nhưng là dân chơi thì nếu như bạn dân chơi
đam mê tốc độ BK, đam mê BB thì chắc chắn đầu tư con này. Đầu tư tốc độ thì mấy anh em phải tốn nhiều rồi. Cái thứ hai nữa là con này có phải lấy Suzuki hay không, gần như là chắc chắn là phải lấy rồi, bút tóc mà mấy anh em. Chưa kể lấy Suzuki nó còn đơm chó thêm được một con nữa. Rồi ok, thì nó cho nói chung là con Ewing này nó sẽ giống y chang con Sonic. Nếu mấy anh em nào muốn đi BBB gọi là hạt co trong BB thì mấy anh em phải lấy con Ewing UR này. Tại vì tốc độ mà, con sau nó sẽ ra đè đầu con trước, trừ trường hợp con Zombie Man là con Flash nó sẽ chơi trong từng trường hợp cụ thể. Tại vì nó không can thiệp vào lối chơi của nhau. Đấy. Rồi ok, thì đó là tổng hợp những gọi là cái đánh giá chung khi mà mình làm nội dung nè, mình làm clip nè, mình đánh giá những con tướng UR rồi là sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam và mình cảm thấy nó hợp lý đối với lối chơi của mấy chủ Việt Nam. Và khi mình đánh giá dựa trên cái trải nghiệm nè, trong quá trình phân tích bình luận chiến khu hoặc là cái lối chơi ở bên Silver Việt Nam, mà khi mà mình làm clip tới bây giờ được 3 năm rồi thì mình thấy ở Silver Việt Nam nó như vậy và nó những con tướng này nó sẽ nên lấy như thế này, nên lấy như thế kia. Thì nhiều bạn được trước á, các bạn hỏi là anh ơi, anh làm clip đánh giá mà con nào anh cũng nên lấy, con nào anh cũng tùy chọn gì, nên dân nên lấy con nào, nông dân nên lấy con nào. Mọi người nên nhớ, ai là người chơi, mọi người là người chơi mà, chứ phải tôi chơi đâu, đúng không? Mọi người là người chơi mà, chứ phải tôi đâu. Chừng nào mà tôi chơi thì tôi sắp xếp đội hình, chứ tự nhiên bạn chơi xong anh ơi con nào cũng nên lấy giờ á, các bạn hỏi tôi nè, tôi chơi con nào cũng bị chửi, tôi khen con nào cũng bị chửi. Khen á thì kêu tôi là PA cho nhà Bắc Hành, tôi chê thì mọi người kêu là đá chiến cơ của nhà Bắc Hành, đụng tới doanh thu của nhà Bắc Hành game nó sụp làm sao. Thì bây giờ tôi phải làm sao, kể cả bây giờ tôi nói đúng cũng bị chửi, nói sai cũng bị chửi. Khi mà những người làm nội dung khác ở bên CRC hoặc là Silver Chung họ làm sai thì họ không bị sao, chả ai chửi hết, kênh chả bình luận. Còn tôi mà làm sai thiếu điều á, trời ơi, tôi mà ở cái thời mà chắc cái thời cổ đối sĩ á, là chắc đem lên thiêu sống tôi trên giàn thiêu như là đốt phù thủy ngày xưa vậy. Trời ơi, bây giờ tôi làm cái gì cũng bị chửi á. Cho nên là khi tốt nhất các bạn phải hiểu, con tướng nó mạnh thì con tướng nó ok nó mạnh được, cũng như con tướng ok tôi để tùy chọn ở đây thì ok nó nằm đó thôi, chứ không phải là mấy anh em kêu là tại nhắc tới cái vụ mà nhắc tới chuyện cái ao là chuyện con quách Dogman nha, tự nhiên tôi chê con chó nhiều quá. Xong rồi mấy anh em đổ thừa tôi là tại anh chơi con chó nhiều quá, xong rồi nó cho vô vòng quay. Rồi xong sau này con G4 với con Bơm hay là con Samurai mà nó cho vô vòng quay, mấy anh em đừng đổ thừa tôi nha, lúc đó là tôi không biết nha. Chẳng lẽ Vina Game xem video của tôi à? Họ phải coi thử doanh thu của game mà con nào nó đáng vô, con nào nó không đáng vô để mình vô mình quay thôi, đó là sự lựa chọn nha. Để trong mà làm video ok tôi thấy nó mạnh thì tôi kêu mấy anh em nên lấy, thì có tiền lấy cũng có thì thôi. Còn cái việc mà định hướng đội hình của mấy anh em là do mấy anh em chọn. Thì con tướng nó ok, chẳng lẽ tôi kêu là con tướng này nó yếu quá mấy anh em bỏ đi. Rồi xong có người vô ví dụ như con Sam UR nè, xong rồi có bạn MD rồi các bạn CS nào đó vô chửi tôi là kêu chơi con Sam này, họ fan Sam mà. Khi mà mấy anh em đa số mấy anh em chơi con game này thì mấy anh em sẽ fan một con nhân vật nào đó, và khi mà tôi nói đụng tới con nhân vật nào đó thì mấy anh em sẽ dậy nảy lên, mấy anh em sẽ bị khó chịu. Cho nên là tốt nhất là tôi nói như vậy, và trong quá trình like ok tôi phân tích tôi đánh giá thì tôi sẽ chọn đội hình cho mấy anh em, chứ không phải là anh ơi con nào cũng nên lấy nha, đừng trả lời vô chi vậy nha, nó buồn cười lắm. Rồi tiếp tục. Rồi nội dung thứ hai là nội dung là tier list, là bảng cái gọi là xếp hạng những con tướng mà phù hợp mà theo gọi là cá nhân quan điểm của mình và dựa trên đại đa số người chơi và mình thấy nó phù hợp đối với lối chơi ở Việt Nam. Thì đầu tiên thì xếp bậc hạng S thì mình sự lựa chọn đầu tiên đối với mình dễ chơi dễ trúng thưởng, đầu tiên là con Tatsumaki. Chắc chắn 100 luôn, vị trí trong lòng tôi sẽ là Tatsumaki. Rồi đầu tiên là Tatsumaki. Tiếp theo sau Tatsumaki thì tôi sẽ chọn là con Shiryu nha, con Shiryu. Rồi ok, Shiryu là những con gọi là mặt bằng chung, là những con gọi là fan rất nhiều nha, gọi là mặt bằng chung như mấy anh em. Rồi ok, là hai con đầu tiên là hai con chủ lực cơ bản nhất là Shiryu và Tatsumaki. Tiếp theo để mà dành cho mà chơi ổn định nhất nha, ok la nhất là Boros. Mặc dù mọi người nói ủa anh, con Boros nó là co mà, nhưng xin thưa với mọi người, con Boros này nó có thể chơi vừa tăng vừa đam được, và đam sát thương của nó rất là to. Ngoài ra mình nói tại sao con Boros này mình để bậc S, mặc dù là co thì chắc chắn phải lấy rồi, nhưng mà tại sao mình để bậc S? Đầu tiên con Boros này đam rất mạnh. Cái thứ hai con Boros này đột phá bất khuất, có thể phá tinh thông. Cái thứ ba con Boros này đẹp và skill của nó nghe rất là đã tai, và nó có thể đi vừa tăng được, tăng của nó đam rất là to. Điều này chứng minh ở phân khúc 100 triệu lượt chiến CVC, 100 triệu lượt chiến Silver Chung và 200 triệu lượt chiến bên CVC, cả hai lối chơi build tăng hay build công, cái lượng sát thương của con Boros và cái lượng boost của con Boros này rất là nhiều khi mà đi BBB. Rồi ok, con Boros này sẽ bằng S tất nhiên rồi. Rồi cái con mà mình phân vân tiếp theo khi mà trong cái danh sách này là sẽ là con cuối cùng trong cái bảng bậc S này, không phải sorry mấy anh em, là sẽ là con Kinh nha, con Kinh này sẽ là bậc S. Quên thiếu anh Kinh,
Sorry, một con tướng đa dụng ở Awaken 1 hay Awaken 2 có, tại vì những con tướng ở trên đây. Rồi, những con tướng ở trên đây là đầu tiên mình nói trong hàng ngũ S nha, trong hàng ngũ S nha. Thì khi mà để ở đây không nghĩa là xong nha, chưa là xong, nhưng trong hàng ngũ S này sẽ có sự thay đổi. Vì sao? Tại vì tiêu chuẩn đối với mình khi mà một con tướng nó nằm hạng S là gì? Có siêu tuyệt kỹ nó cũng chơi được, không có siêu tuyệt kỹ nó cũng chơi được và nó mạnh. Vậy có một con trong cái đội ngũ hàng S này nó rất là khó, nó khi mà nó đầy đủ điều kiện kinh tế này, đội hình thì nó sẽ rất là mạnh. Nhưng có một con tướng mình phải để nó xuống hạng A. Tại vì sao? Là con Sirius. Rồi, vì sao con Sirius này mình sẽ để nó xuống hạng A, nhưng ngay từ đầu nó là bậc S? Vì sao? Mình sẽ giải thích nha. Con Sirius này là một con tướng phe thứ ba, mình đã nói rất là nhiều rồi. Về năng tinh thông của con Sirius này đối với mấy anh em chơi Sirius mới hoặc là mấy anh em kể cái Sirius cũ, nó là một chướng ngại. Tiếp theo, con Sirius này nó quá yêu cầu siêu kỹ nha, nó không đáp ứng được cái vai nhu cầu là con tướng này phải lấy siêu kỹ nè, bắt buộc 100%, không có siêu kỹ không chơi được nha, phải có siêu kỹ thì bạn mới chơi được, kể cả đi BVE. Mà nói kể cả đi BVE nha, mà nó nhấn mạnh kể cả đi BVE luôn. Và con xuống này xét thương của nó kỹ năng thì chỉ cấp kỹ năng nữa, nhưng mà khi mấy anh em không lấy siêu kỹ được, con tướng này bị yếu. Đó là điểm chí tử đặc biệt đối với mấy anh em cày chay, tại vì mấy anh em để một cái vé mà siêu kỹ mấy anh em cày rất lâu, lâu cực kỳ, 4-5 tháng mới có được một con. Cho nên con Sirius này là nó nằm sẽ bậc A là mình thấy ok rồi. Tiếp theo là con tướng mà mình sẽ để ở hạng A ở đây sẽ là con hai con bút tóc nha, hai con bút tóc là con Sonic với lại là con Gwyn. Thì nó sẽ có vai trò là nó bút tóc, thì cái này tùy chọn, nhưng nếu mà để đặt bàn cân lên trong hai giai đoạn đầu thì mình đặt bàn cân là con Sonic nhiều hơn, tại vì con Sonic á nó sẽ là đa dụng nhiều hơn con Gwyn. Mình nói lý do vì sao, con Sonic này ít ra nó còn là có thiêu đốt, nó có đâm DOT, sẽ hỗ trợ mấy anh em đi PvE rất là nhiều trong giai đoạn siêu mới, bên quái nhân cực kỳ thiếu trong giai đoạn UR. Cho nên con này mình sẽ để ở hạng A, tại vì nó hỗ trợ vai trò cả PvE lẫn PvP rất tốt cho siêu mới. Nhưng nếu như mấy anh em nào lấy con Sonic trong giai đoạn mà siêu mới, mấy anh em cầm con Sonic này về rồi đi BK không có co, y như vua như chúa nha. Rồi ok, tiếp theo là con Sonic. Còn riêng con Gwyn thì nó mình sẽ để, tại nó bút tóc thế hệ mới mà, thì mình sẽ để nó ở là mình sẽ nhận xí sau nha, mình nhận xí sau. Rồi ok, mình để A chút đi. Thì tiếp theo là một con ở bậc A nữa mà mình đánh giá chơi rất tốt, ngang vai trò của nó rất tốt, thì có siêu tuyệt kỹ cũng được, có siêu tuyệt kỹ cũng được, không có siêu tuyệt kỹ chỉ cần đặt vô độ hình là nó mạnh và nó khỏe và nó đảm nhận được vai trò. Vai trò của nó là counter một con tướng nè, hỗ trợ sát thương, là mình nghĩ nó sẽ là con G4. Rồi ok, G4 ha. Rồi tại vì sao con đàm mình đặt G4 đây? Đầu tiên con 4 này nó dễ chơi, nó dễ trúng thưởng, nó kết hợp được với nhiều con trong đội hình, xương rồng, vua vùng đất nè, tinh thông nó cũng dễ. Rồi bản thân con G4 này nuôi nó là để counter con MK trong trường hợp đặc biệt mấy anh em bỏ MK rất nhiều, và cái vai trò của nó đã làm tròn nhiệm vụ của nó rồi, dễ chơi, dễ trúng thưởng, có sự kỹ không chỉ cần đặt vô đồ hình là ok nó giải trốn thôi, chứ cùng việc mấy anh em nâng cao lên cái sát thương bỏ tiền vô thì nó mạnh thôi, đơn giản là như vậy. Rồi đó là sau khi mình ở đây là mình đã có 6 con rồi, vậy 4 con còn lại nó nằm ở đâu? Là 4 con còn lại là còn con nào? Con chày, con bơm và con sam với lại con Gwyn. Thì đầu tiên mình nói tới vị thần chày, là một trong những con tướng mạnh nhất, trời, fan của tôi mà lại làm cuối cùng. Nhưng mà bây giờ tôi để vô đây mọi người lại kêu là con chày này anh phân biệt đối xử, anh fan chày. Xin thưa mọi người, con chày thì ở trong giai đoạn UR nó có mạnh hay không? Mình trả lời là vô địch. Nhưng để đủ điều kiện cho con chày nó mạnh này thì phải có điều kiện gì? Nó mạnh khi và chỉ khi độ hình của bạn đều tay, là khủy đều tay. Không thể nào bạn dồn all in một mình con chày này, một mình nó gõ Bình Định Giang Sơn được, tại vì con chày này nó không có phản đam như điên bóng, nó cũng không có đệ và phản đam như tăng tớp, nó cũng không có cái chiêu gì phản lại sát thương để khi mà các bạn đứng yên một mình bạn ăn sát thương là bạn phản lại cho người ta, không có. Nếu như chơi siêu với bạn chơi con chày này mình, rồi bên kia nó mạnh hơn, nó chơi những con nam AOE nó cờ ly hết, nó chơi con mát chân điện vô ngủ đá con chày này trốn tới chết, xong rồi bên kia nó cũng có chày nó gõ là bạn cũng chết thôi. Con chày này cái điểm yếu lớn nhất của nó là gì? Là nó đam rất là lâu, nó đam nó phải có thời gian nè, nó phải có co boros. Đầu tiên nha, con chày này nếu như muốn ngồi co vứt nha, mà nói con chày này nếu như muốn ngồi co vứt, không có muốn xám là vứt, tại vì con chày này nó sẽ giống như con Garou SR+, giống y chang luôn, nó chỉ quýnh trong cỡ mực thôi, quýnh nó ngồi bỏ.
Và để cho con chày nó mạnh á, nó phải có thêm con King UR. Con King UR nó sẽ boost máu xám trong hàng khi mà không cần co. Con chày này lệ thuộc vào co 100%, mọi người nên nhớ nha. Cái điều này mọi người rất quan tâm, đặc biệt mấy anh em chơi siêu mới. Trong giai đoạn UR mới cho con chày, mình sẽ nhấn mạnh điều này khi mà mình làm clip phân tích con chày. Vậy con chày này ở hàng ngũ nào? Nếu như ở thời điểm hiện tại mình làm clip, ở thời điểm hiện tại mình làm clip BB riêng, chắc chắn con này bật SS cộng luôn. Nhưng con chày này rất khó chơi đối với silver mới. Và nó phải thỏa mãn đủ điều kiện gì? Đồ, trang bị, độ hình, siêu kỹ. Cho nên con chày này nó chỉ đáp ứng được là tùy chứ tùy thuộc thời gian nha. Nó không đáp ứng được đại đa số người dùng nha. Nó không đáp ứng được đại đa số người dùng. Đánh thiêu mặt cái chung, mặc dù mình là một người fan con chày, nhưng mà để một mình con chày này làm ăn thì nó chả có cái ích lợi. Nếu như bạn chơi không có combo rod ở siêu mới, hoặc là mặc dù nó sát co, tại vì sau tới tháng combo rod nó sẽ combat ngay tháng của con bơm nha, nó sẽ combat ngay tháng của con bơm. Và cái việc mà bạn chơi con chày này vận hành sẽ rất khó. Nếu như bạn đi mà ở siêu mới con siêu cũ ok, thì em lấy bình thường là bắt buộc chày phải có kinh thì nó sẽ nằm ở S. Rồi ok, con chày này không thỏa mãn được điều kiện thì nó chỉ ở bậc A thôi nha. Ok, bậc A, tiếp tục. Rồi, nó nằm chỉ ở bậc A thôi mấy anh em. Rồi, tiếp tục là anh Bơm. Anh Bơm này thì là một con tướng khá là mạnh. Đam DPS to thì tôi cũng có khoe mấy anh em là con này đam hiện tại đang là to nhất. Nhưng để vận hành con Bơm này cần nhiều lối chơi. Cần xây dựng đồ hình cực chuẩn, tốn nhiều thời gian nè, trang bị nè, xây dựng rất khó. Tại vì nếu như bạn đi con Bơm này, bạn phải ít nhất là có hai con đánh AOE hoặc là những con nào có khả năng kích nổ nội thương nhiều mục tiêu, thì để xây dựng và đồ trang bị nổ cái nội thương, nó sẽ nổ theo đồ tấn công con Bơm này. Và lối chơi con Bơm này nó hỗn tạp giống như con Tatsumaki, nó chỉ là vừa tăng sát thương thêm, vừa là sát thương, vừa là ATK, vừa là đủ thứ nội dung trong con Bơm này hết. Cho nên con Bơm này là một con tướng khó chơi, cực kỳ khó chơi nha. Nhưng mà nó được cái là gì, nó không cần siêu tuyệt kỹ. Tại vì việc siêu tuyệt kỹ với lại Awakening 2 nó chỉ gia tăng cái khả năng đặt nội thương, là cái tỷ lệ phần trăm sát thương và khả năng đặt nội thương trên mục tiêu thôi. Thì con Bơm này là một con tướng khó chơi, cho nên là mình sẽ để ở bậc B nha. Ở bậc B thôi là khó chơi thôi, chứ không phải là nó yếu như mấy anh em. Ok. Đây con Bơm này nó sẽ ở bậc B. Rồi, tiếp tục một con tướng nữa sẽ là con Samurai UR nha, con Samurai UR. Thì con Samurai UR ở thời điểm hiện tại thì mấy anh em cũng biết rồi, cái này không phải tôi chê nha, hay là tôi anti hay là tôi thù hàng cá nhân gì nha. Là con Samurai UR. Thì mấy anh em cũng biết rồi, ở trong thời điểm hiện tại cái vai trò của nó khi mà đi BK vô nghĩa. Nhưng nó vô nghĩa nhưng nó còn thua cả mấy con tướng mà SR cộng thế hệ cũ, Phượng với lại là Năm Đầu. Tại vì hồi sinh quá nhiều, các bạn đi BK mà các bạn chém bạn không kết liễu được người ta quýnh lên, người ta hồi lại xong con kinh nó bơm máu ảo hoặc là bơm máu xám lại cũng dễ à. Cho nên là con Samurai này ở thời điểm hiện tại, khi mà mới chỉ ra mắt được có 2 tháng thôi, thì nó chưa có con nào hỗ trợ cho con Sam này, hoặc là cái sụp đổ nó chưa có một sự đột phá gì đó. Cho nên ở thời điểm hiện tại mình để tạm thôi nha, thì nó sẽ ở vai trò ở hạng bậc B. Rồi ok, bậc B. Rồi tiếp tục con cuối cùng sẽ là con Gwyn. Tại sao con Gwyn lại nằm ở cuối cùng? Mình nói như thế này, nếu như mà đặt trên bàn cân, con Gwyn này với lại con Sonic, con nào sẽ ngon hơn? Mình chắc chắn là con Sonic. Tại vì sao? Mọi người nói tới đây, nếu như mọi người cắt đoạn này ra đem lên ở trên fanpage hay là đem lên group, là bảo đảm tụi nó chửi tôi rất là nhiều. Cái thời mà con Sonic là tôi để bậc A là chúng nó đã chửi tôi rồi. Chửi kêu con Sonic vô game nó chớ năm năng lượng rồi, bảo con Sonic lấy con mẹ gì chơi. Rồi đó, bây giờ câu chuyện là con Gwyn này tôi tính để nó bậc B đó. Nhưng đầu tiên phải trả lời lý do vì sao con Gwyn này là con tôi phân vân nhiều nhất. Mọi người biết tại sao không? Tại vì trong tính năng chiến thuật, các bạn nuôi tất cả các con bút tóc từ trong thế hệ SR cộng cho tới thế hệ UR toàn là vũ trang. Đầu tiên là Sonic V2. King là anh hùng không tính nha. Đầu tiên là Sonic V2. Tiếp theo là Flash Flash. Cái con thứ ba sẽ là con Zombie Man. King thì nó trong ngọn quay nha, nó luôn nói Zombie Man. Con thứ tư là Sonic UR. Là bốn con vũ trang trong giai đoạn đầu toàn nằm ở phía vũ trang hết. Vậy khi mà con Gwyn UR nó ra mắt, thì con Gwyn UR này đang bị một vấn đề là gì? Là nó là hệ ghét đấu. Và meta hiện tại đồn phủ đầu đang chuyển qua cho quái nhân. Thì mấy anh em kêu ủ anh ơi,
đồ của đâu để cho quái nhân được mà. Nhưng hai tuần liên tiếp bên Si và Chung khi mà ra con ghi win, kể cả tuần này luôn, đều là đồ của đầu quái nhân hết, kể cả hai loại luôn. À, tàn bạo và bộc phá. Vậy cái tốc độ nhất ở đâu? Chắc chắn phải nhất qua bên các đấu. Chắc chắn phải nhất qua bên các đấu rồi. Sorry mấy anh. Đúng không? Chắc chắn nhất qua bên các đấu rồi, mà khi mà nhất qua bên các đấu nó thọt chí. Mấy anh em phải chuyển nguyên một bộ vũ trang chuyển qua hết luôn mà. Rồi ok, nó thì nó đang bị vấn đề đó, thì con Ewing này nó sẽ thay đổi meta rất là nhiều. Và con Ewing này á, là nó mới ra. Mọi người nên nhớ nha, con Ewing này là nó mới ra. Những con sâu con yêu này chưa biết là con nào, Sam cũng vậy, nó mới ra. Sam thì mình ok, vai trò của nó là vai trò hỗ trợ rồi, mình không có gì. Nhưng riêng con yêu này mình cũng biết nó vai trò nó hỗ trợ là gì, nhưng mà nó mới ra trong cái tháng này, mình chưa còn chưa chơi hết tháng. Hôm nay mới ngày 23, ngày 24 mới là chủ nhật, mà chưa hết tháng nữa ra, không biết con nào nó tương tác với con yêu hay không. Mà chưa kể con yêu này nó còn khống chế nữa, và nó góp phần, một trong những góp phần to lớn nhất trong cái việc thay đổi meta. Mặc dù là phải yêu cầu nó là con búa tóc nè, phải lấy siêu tuyệt kỹ nè, phải lấy Awakening 2 nè, vân vân, ở may nó phải thay đổi nhiều về tính năng chiến thuật. Nhưng con này là một con mình đánh giá là nó sẽ thay đổi rất meta rất là nhiều, mình không biết cái nằm ở hạng nào mà nó rất là khó chơi. Lúc đầu mình tính để ở hạng B, để ở hạng B là hơi kỳ, nhưng mà để lưng chừng cũng không được. Xếp hạng là A, B là B, S là S. Thì theo mình đánh giá con Ewing này ở thời điểm hiện tại, nó là một con tướng búa tóc mới, thì theo vai trò thì nó cũng giống như con Sunnit thôi. Thì đầu tư được thì lấy, nhưng mà nó khó quá mấy anh em ạ. Con Ewing này nó để mà đánh giá vai trò nó phải yêu cầu rất nhiều con Sunnit. Tại con Sunnit nó còn giúp cho mấy anh em đi ải rồi được. Còn riêng con Ewing này thời xưa, nếu như mà Ewing diện thường sẽ rất là hot nha. Ewing diện thường sẽ rất là hot, nhưng mà khi qua giai đoạn UR nó với đen nó khác, với mà mấy anh em đi qua dưới tím hoặc là đi quay gacha hơn su đi mua Agro nó khác, mấy anh em khác biệt hoàn toàn. Cho nên là con Ewing UR này mình để tạm nha, mình để tạm ở vị trí bậc B nha, tại vì nó mới ra và nó thay đổi meta rất nhiều, chưa biết là con sâu nó sẽ ra như thế nào, cho nên là mình để tạm ở đây là vai trò của nó thôi. Thì trên cái mức độ đánh giá là siêu tuyệt kỹ nè, lối chơi nè, phải cần, nó cần rất nhiều yếu tố và cần phải suy nghĩ rất nhiều khi mà xây dựng đồ hình xoay quanh con Ewing. Rồi ok, đã đủ hết rồi. Thì ở đây là tổng cộng 10 con, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 con UR đã ra mắt. Thì ở 3 con mà ở hạng S mình đánh giá sẽ là Tatsumaki, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Cái thứ hai nữa là Boros, build dam cũng được, vừa co làm dam chính. Cái con này nếu như mà có thêm một bậc nữa là SSR cộng thì mình sẽ cho con Boros lên SSR cộng nha. Tại vì con Boros nó trên cơ hai con này nhiều nha. Con Boros nó trên cơ hai con này rất là nhiều, nó vừa là co nè, nó vừa là dam chủ lực nè, sát thương nó tới 800% tấn công nha khi mà mấy anh em có sự kỹ. Nhưng mình sẽ để con Boros này trên cơ, và bản thân con Boros này nó có hai gì? Boost giảm sát thương BB, boost cuồng nộ liên tục gần như là hết hiệp. Rồi cái thứ hai nữa là con Boros này nó có boost cái đột phá nữa, và nó gây thêm sát thương khi mà kẻ địch đang có máu xám hoặc là khiên mực. Rồi nó rất mạnh nha, Boros này gần như là toàn diện. Rồi ok, à, nếu như để có S thanh S rồi cộng lên, mình chắc chắn là S cộng ở trên đây, thì chắc chắn là con Boros là S cộng. Rồi ok, rồi còn ở bậc A sẽ là Sigil, Sonic, G4 và Chày nha. Sau này mình sẽ làm một cái bảng xếp hạng là cạnh tranh vị trí siêu support đó. Rồi vị trí siêu support đó, thì tới lúc đó mấy anh em mới thấy là cái bảng siêu support đó, mấy anh em mới thấy nó khắc nghiệt lận. Như cùng cái bảng dam này nó bình thường, mấy anh em cái bảng này chỉ là đại đa số, nếu mà chơi trong cái lối chơi nào nó sẽ phù hợp và nó hỗ trợ cụ thể cho mấy anh em trong trường hợp nào. Tại vì trên cái nóc thang mình đánh giá là nó phải vừa đi BBB, mấy anh em lấy một con tướng về nó vừa phải đi BBB được, nó vừa phải đi BVE được, nó vừa phải đi ải tháp anh hùng quái nhân được. Nó vừa phải đáp ứng đủ vai trò của mấy anh em, mà nghĩa là lấy một con tướng về mấy anh em chơi tới chết đó. Đi như là mấy anh em lấy một con xe về, mua một con xe bán tải về, vừa để di chuyển, vừa để chở hàng, vừa để chuyển đồ, vừa để đi du lịch, vừa để chở mấy cái thứ gì, bất cứ một thứ trên xe ha. Nó diện giống như vậy thì nó sẽ phù hợp với vai trò hơn. Rồi ok, thì đó là tổng hợp những cái danh sách ở trên, là phân tích đánh giá những tướng UR sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Rồi cái tier list xếp hạng những tướng theo ý kiến cá nhân mình là nó phù hợp với đại đa số nha, mình dùng từ đại đa số người dùng, và cái lối chơi của nó dễ chơi, dễ trúng thưởng và phù hợp với tất cả các mọi loại người chơi, và mấy anh em nên lấy và nên sở hữu và nên trải nghiệm. Đó thì mình giải thích luôn, nó hạng S vì sao Tatsumaki. Nếu nhấn mạnh nha, mình nhấn mạnh là có siêu tuyệt kỹ hay không có siêu tuyệt kỹ, nó chơi vẫn được, nó đáp ứng được vai trò là vừa là sát thương, vừa là DOT, vừa là đam tổ hợp với lại con tướng nó nuôi ngay từ đầu. Nghĩ lại nó là gì nữa, nó là tướng quốc dân. À, cái thứ hai nữa là Boros thì mình nói quá nhiều rồi. Cái thứ ba là con King, có siêu kỹ chơi cũng được, không có siêu kỹ chơi cũng được, quan trọng là vô cái việc trải nghiệm con King, nó giống như chơi con cá cha á. Và cái lối phù hợp của con Seekin này, mình nói những cái con Seekin với lại con King là một trong những con tướng mà trong con game này bắt buộc mấy anh em phải trải nghiệm luôn. Trải nghiệm hai con nó cực kỳ sướng, và cái lối chơi của nó cực kỳ ma mị và nó cực kỳ vui. Cái quan trọng là nó vui, nó chơi nó cái lối chơi của nó hài hước mà nó vui, nó giúp cho mọi người trải nghiệm game một cách vui hơn. Và con King UR này nó ra nó còn gacha trong gacha, là người là gacha khi quay tướng, gacha khi đi BBB. Rồi ok,
Rồi sau khi mà ra hai con này, ra đủ hết tất cả các tướng UR thì mình sẽ lại thêm một lần nữa chỉ còn hai con nữa thôi. Rồi ok, đó là những cái nhận định, những cái đánh giá của mình xoay quanh trong quá trình mình làm video trải nghiệm tướng và đặt câu hỏi mấy anh em nào phân tích. Thì để mà kết thúc video này thì mình có một cái lời khuyên như thế nào, là mấy anh em nào mà chưa định hướng được đội hình ở thời điểm này á, tôi khuyên là mấy anh em nên chốt đội hình sớm đi. Tại vì sao? Tại vì trong meta UR mình cứ nói đơn giản như này thôi, này mình nói nha. Bây giờ bạn cứ tính nghĩ đi. Bạn chơi Cyril, bạn anh hành 3 tháng, 1, 2, 3, tới Cyril, ok, một mình Cyril đá vào đầu hết 3 con này. Bạn chơi chày, bạn ăn hành 1, 2, 3, 4, 5, bạn phải bước qua cái tháng của cò trước, xong mới tới chày. Bạn lấy chày về, bạn ăn hành tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tới kén kinh, ok, là 8 tháng, bạn ăn hành 8 tháng, hơn nửa năm. Đúng không? Bạn chơi Sam, ok, rồi bạn cứ tính thêm thời gian bạn nhân lên như vậy. Vì cái việc mấy con tướng càng bạn càng chơi những con tướng trong giai đoạn đầu sớm, bạn hành người ta được. Nhưng mà khi mà tới giai đoạn sau, người ta hành lại bạn đừng nản nha. Đúng không? Cơ bản thôi, bạn hành người ta trong một giai đoạn dài ơi là dài, người ta nhịn nhục, người ta ăn hành, bạn hành người ta nhịn nhục. Trong meta giai đoạn sau, người ta có tướng, người ta lấy hành lại, xong rồi bạn chán, các bạn bán ặt, các bạn nghỉ game. Bị vô lý, các bạn chơi game, bạn hành người ta được tới lúc người ta hành lại bạn nghỉ game. Rồi xong bạn kêu ừ do con tướng này nó yếu, ừ do nghe tôi lấy con tướng ví dụ như con MK, điển hình như trường hợp mấy bạn đổ thừa con MK. Mặc dù tôi đã nói trước rồi, mấy anh em hiểu được vai trò của những con tướng đó, khi mà mấy anh em lấy về nó làm gì và trong meta có vai trò của nó để làm cái gì. Đặc biệt mấy anh em chỉ cần hiểu được chất tướng, định hình được lối chơi của mình phù hợp như thế nào, đội hình mình cần ok, con nào cần lấy, con nào không cần lấy, và mình chơi muốn chơi cái lối nào, mình muốn chơi là meta đam sát thương trực tiếp, hay là meta đam DOT, hay là meta đam hỗn hợp, hay là cái meta gì đó, thì mấy anh em phải chốt được đội hình. Tôi sẽ là người hỗ trợ và đồng hành mấy anh em trong quá trình định hướng, và khi mà mấy anh em đi lệch thì tôi ok, cần thay đổi gì thì tôi sẽ hỗ trợ thôi, chứ bây giờ tôi không can thiệp vào lối chơi nữa. Rồi ok, đó là những cái lời khuyên mà khi mà mấy anh em trong giai đoạn UR sắp ra mắt thì thị trường Việt Nam. Rồi cảm ơn mấy anh em đã theo dõi video và chúc anh em một ngày thứ bảy thật là tuyệt vời, và mấy anh em nên chốt đội hình sớm đi. Vậy thì meta UR sắp ra mắt rồi, và trong meta UR tôi xin nhấn mạnh với mọi người ở thời điểm hiện tại, mấy anh em đừng có lo về cái việc mà game nó tồn tại hay là sao. Ở trong meta UR những người nào mà chơi tới meta UR là gần như những người sống sót qua mấy năm trời rồi, là như những người chơi cuối cùng rồi. Một người chơi mới, người ta trải nghiệm trong meta UR, tại vì lực chiến nó sẽ lên rất là nhanh, như là một cái giai đoạn trong đường đua vậy. Nếu như ai mà đều biêu chuẩn, các bạn đua nó đều là giữ vững phong độ nha, mình giữ vững phong độ. Còn có những người ta đột phá trong giai đoạn lên, người ta đột phá trong giai đoạn chỉ gọi là một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Rồi nhưng mà đừng ly lối suốt trăm năm nha, rồi tới một cái giai đoạn khác người ta lại vụt lên lại. Hay gọi là ổn định đều, hay là gọi là đột phá, hay tới đó tùy bạn chọn. Nhưng trong trường hợp là bạn phải chấp nhận, bạn hành người ta được. Trong giai đoạn sau bạn bị ăn hành, bạn nghỉ ngơi một thời gian. Cái giai đoạn này mình ok, mình hạt co với game, nhưng mà tới phiên giai đoạn này mình nghỉ ngơi, mình chill, mình đi chơi game khác. Ở trong cái giai đoạn này ok, mình cảm thấy những tướng ra mình thích nè, mình cảm thấy nó phù hợp nè, ok mình chạy tiếp. Tùy theo meta, mỗi lối chơi, mỗi server nó sẽ cách chơi khác nhau, không ai giống ai. Mỗi người một cuộc sống, như là mỗi người mỗi cách chơi, cho nên là mình không có áp đặt. Rồi ok, vậy thôi, đó là cái chia sẻ. Video đã xong rồi, và trong video này mình dựa trên cái sườn này thì mình sẽ gọi là nhai đi nhai lại rất là nhiều về cái chủ đề của những con UR này. Đây là tier list chung nha, gọi là cái chung. Rồi sau này mình sẽ làm một cái riêng nha, làm một cái riêng về cái bảng danh sách cái tướng mà chuyên đi PvE, rồi những cái tướng mà chuyên đi PvP. Nhưng mà mình nghĩ làm cái đó nó thừa lắm, nhưng mà bạn kêu làm thì cái lười thiệt luôn, thấy lười vậy nhất. Mấy con UR trong đây câu nào cũng chả đi PvE được, nếu như đi chung trừ kinh thôi, thiệt. Đúng rồi, trừ quỷ kinh này ra, trừ quỷ kinh. Rồi để coi thử trừ nào, đúng rồi, trừ kinh với lại kinh với lại con chạy thôi, hết rồi. Trừ kinh lại con chạy thôi, con nào đi đó được. Làm thì ok, cũng phải làm thôi, mấy anh em yêu cầu mà. Ok, cũng phải làm. Rồi một cái clip mà chắc gọi là big clip luôn á, một trong những clip mà chắc chắn sẽ gây tranh cãi rất là nhiều và làm rất là lâu, là clip là đội hình chuẩn trong meta UR, các cặp đôi nào đi chung với nhau mạnh. Hoài wow, mà cái đó mới quan trọng đâu, cái đó tôi xây dựng nội dung. Hôm bữa tôi làm từ 12 giờ đêm, tôi làm tới 4 giờ sáng, tôi làm không xong, mà tôi làm hơn 30-40 cái file, mà cuối cùng tôi cũng xóa. Còn cái này tôi quay one shot luôn, tại vì cái này trong quá trình là tôi làm tôi chuẩn bị hết rồi, và tôi lên kịch bản, tôi skip nhanh cái đoạn mà xếp từng cái copy control C, control V như ngày xưa. Lần này tôi để ra hết luôn trong giai đoạn đầu, và tôi cứ dựa trên gì tôi nói thôi. Đấy, và phân tích video thì đã có sẵn hết rồi, nội dung thì đăng cập nhật hàng ngày chiến khu đi BB cho mấy anh em, rồi mấy anh em coi clip thôi, rồi trong quá trình like thì phân tích được thêm. Đấy, chill thôi mấy anh em ơi. Rồi chuẩn bị tới giai đoạn, một trong những giai đoạn đầu meta, thay máu trong meta là UR. Rồi
cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Ở đây là hình như là đang là 7 giờ sáng rồi, thì giờ tôi nghỉ ngơi thôi. Chào mọi người, và video này tôi sẽ công chiếu vào ngày thứ 7, thì mong mọi người đón nhận và mọi người chia sẻ nè, ủng hộ. Nói vậy thôi.